Bản tin tối sẽ tiếp tục với các tin tức quốc tế. Không lâu sau khi Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Hwasong-15, thì Mỹ và Hàn Quốc ngày hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở trên không lớn nhất từ trước tới nay. Động thái này một lần nữa làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận chung Mỹ và Hàn Quốc thường niên với tên gọi Vigilant, tạm dịch là cảnh giác, kéo dài từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12, với sự tham gia của hơn 230 máy bay đến từ 8 cơ sở quân sự của Mỹ, Hàn Quốc và khoảng 12.000 binh sĩ Mỹ. Vigilant có sự góp mặt của 6 chiến đấu cơ F-22 cùng các phi cơ F-35, khiến đây trở thành cuộc tập trận có nhiều chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 nhất. Mục tiêu của cuộc tập trận này là nhằm cải thiện khả năng tác chiến trên không cả ban ngày lẫn ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết giữa quân đội hai quốc gia. Cũng trong ngày hôm nay, Hàn Quốc và Mỹ đã thực hiện diễn tập mô phỏng tấn công chính xác cơ sở hạt nhân tên lửa của Triều Tiên. Vigilant Ace được kỳ vọng phát đi tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng. Động thái này diễn ra chỉ một tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến nhất để phản đối các lệnh trừng phạt và lên án của cộng đồng quốc tế. Từ phía Bình Nhưỡng, quốc gia này coi đây là hành động khiêu khích vì sẽ đẩy tình hình cấp bách trên bán đảo đến bờ vực của cuộc chiến tranh hạt nhân. Nếu Triều Tiên và các nước bị lôi vào cuộc chiến tranh hạt nhân, thì Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Những lời lẽ đầy đe dọa và hành động khiêu khích mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra liên tiếp đã làm leo thang đáng kể căng thẳng giữa hai nước, khiến nguy cơ nổ ra xung đột cao hơn bao giờ hết và những hy vọng về giải pháp ngoại giao dường như ngày càng trở nên xa vời.